Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tiện nhân đó, thế mà dám hạ độc tỷ tỷ của ta. Ta muốn kéo xé cô ta thành trăm mảnh, nghiền nát thành tro. Thiếu chủ đối với Câu Giao Nhi cảm tình sâu đậm như vậy. Tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện hay sao? Cơ thể của cô ấy có bị phá hủy hay không? Vậy thì không có, ngược lại còn trở lên xinh đẹp hơn. Vậy thì tốt. Chỉ cần gương mặt không sao, cơ thể không sao là được. Như thế ta đi ngủ mới có ý nghĩa, mới có hương vị à. Câu Giao Nhi đương nhiên là có thể chết, nhưng mà sau khi để cho ta ngủ qua trăm lần thì mới được chết. Ngươi nói cô ấy nhất định là sẽ đốt mê hương mà ta đặc biệt chuẩn bị, vì thế lúc nào cô ấy mới phát tác vậy? Câu Giao Nhi rất thích phần hương của chủ nhân, mỗi ngày đều thắp, nhưng mà thể chất của cô ta đặc biệt, trước nay đều không phát tác. Đại phu đã chuẩn ra độc của cô ta, đã nói rồi, hiện tại độc tố trong người cô ta rất nặng, rất khó có thể khống chế cơ thể. Hơn nữa cô ta chưa chết, ngược lại còn có thể trở nên yêu mị hơn, rất thích hợp để cho người tới bắt. Đại phu, cái gì mà đại phu đó đã đụng tới cơ thể của Câu Giao Nhi hay chưa? Đại phu đó là nữ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Tốt, lại có thêm từ thiên thiên tiện nhân đó, vừa đủ để ba tuyệt sắc mỹ nhân chờ ta tới hưởng thụ. Chỉ một Câu Giao Nhi cũng đủ để khiến cho người khác dùng mình, thế mà lại có thêm một vợ nhỏ và một đại phu xinh đẹp, thế cũng quá thích thú rồi. Cơ hội chỉ có một lần, cơ hội chỉ có một lần, bây giờ phải đi ngay. Thiếu chủ, chủ nhân tìm người thân tín của hải tặc vương Cầu Thiên Nguy. Ta một tiếng nữa sẽ đi gặp cha. Không, hai tiếng nữa. Chủ nhân đã nói thôi, bây giờ ngài phải đi gặp ông ấy, có chuyện rất quan trọng. Phiền quá, không thể nào chờ thêm hai tiếng nữa sao? Ta có việc gấp. Không được, chủ nhân nói bây giờ phải đi, ngay lập tức. Phiền chết đi được. Ba vị mỹ nữ, các người chờ đó cho ta, lát nữa ta sẽ tới tận nơi hưởng dụng các người. Bên Câu Giao Nhi đã đốt phần hương rồi. Muốn giải độc cho Câu Giao Nhi, tạm thời không làm được. Loại độc này là độc kim loại nặng, kết cấu phức tạp, chỉ cần dừng ăn sâu vào đó mới từ từ giải độc. Hơn nữa, cơ thể thích hợp cả kim cang và cả phích lịch chiếu à. Chất độc này sẽ không thể nào giết chết cô ấy trong một khoảng thời gian nữa. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là giảm huyết áp cho Câu Giao Nhi. Thế giới này không có thuốc hạ huyết áp, Thẩm Lãng quyết định sử dụng cách trích máu. Hạ huyết áp hoàn thành xong thì có thể trị tới khối máu tụ rồi. Cũng may chỉ là máu tụ trong huyết mạch, nếu như là ở trong não thì thật sự là không còn cách nào. Với tình hình y học của thế giới này, muốn làm phẫu thuật căn bản là không thể nào được. Nhưng mà đục một lỗ ở trên đầu để dẫn lưu thì sẽ đơn giản hơn rồi. Đổi thành người bình thường sợ rằng sẽ bị viêm nhiễm, nhưng mà thể chất nghịch thiên ở trong cơ thể Câu Giao Nhi căn bản là không thể. Nếu như là y học hiện đại, có thể cần tới việc khoan lỗ trên hộp sọ, sau đó mới lấy màng cứng ra, rồi cắt bỏ khối tụ, thậm chí còn phải tiến hành tẩy rửa. Nhưng mà hiện tại, Thẩm Lãng định sẽ châm vài kim, đâm sâu vào trong hộp sọ, sau đó dùng ấm dẫn lưu hút máu tụ ra ngoài là xong. Y học hiện đại làm phẫu thuật khó nhất là việc xác định vị trí, nhưng mà đối với Thẩm Lãng thì việc khó nhất lại nằm ở. Hiện tại mắt của ta càng ngày càng rõ, nói không chừng là có thể sánh ngang với máy CT rồi. Xác định vị trí của tụ máu cũng không quá khó khăn đối với ta. Phương pháp trị liệu. Khó khăn duy nhất là ở đây không có máy khoan điện. Lực khí của ta cũng quá là nhỏ, sợ rằng không thể nào chạm đến hộp sọ. Chỉ cần có thể để Câu Giao Nhi cô ấy tự làm thôi. Phương án trị liệu này quá là kỳ quái, vừa cắt máu vừa phải dùng kim châm vào bên trong. Với cách trị liệu này càng giống với tự sát nhiều hơn. Câu Giao Nhi có khi nào tức giận rồi đánh chết Thẩm Lãng hay không? Chủ nhân, phương án trị liệu chính là như thế này, như thế này, như thế này. Được, cứ làm thế đi, ngươi động thủ đi. Ngươi muốn cắt máu, muốn cắt ở đâu tùy ngươi. Xong đời rồi, Câu Giao Nhi thật sự nào đồng ý sao? Thẩm Lãng tiểu tử này rốt cuộc là có đáng tin hay không? Huyết áp của Câu Giao Nhi thật khiến người khác kinh sợ.
Máu, nhiều máu quá. Ngươi là sợ máu hay sao? Người tồi tệ này đừng động vào ta. Ôi, cơ thể của ngươi sao lại nóng thế này? Thoải mái. Ngươi thế này, là đang thoát khỏi áp huyết cao. Hạ thấp xuống thì chắc chắn là thoải mái rồi. Nhưng mà máu sắc của chỗ máu này cũng không quá là kỳ lạ rồi. Là do độc kim loại gây ra hay sao? Nữ nhân này thực sự là không phải người mà thế mà không chết. Thoải mái quá. Rất lâu rồi không cảm thấy thoải mái thế này. Ta sao lại cảm thấy tâm thần không yên? Ngân châm đi từ huyệt trung tước, sau gáy sâu lửa tấc. Được. Xấu hơn một chút. Nếu thiếu một chút đều không được. Đối với cơ thể của mình, Cầu Giao Nhi là người nắm rõ nhất. Chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì đâu. 5 4 Đâm vào. Ta còn chưa đếm số xong. Ra tay dứt khoát thật à. Dùng đao chém người khác, dùng kim châm đâm bản thân đều là những sự đau khổ à. Lợi hại quá. Không thừa không thiếu một phần. Đỉnh cấp cao thủ quả nhiên là cao thủ. Máu tụ đang đông lại. Bình thường cần phải dùng muối để hòa tan, sau đó dẫn ra ngoài. Nhưng mà với phương án của mình, chắc chắn là phải do Từ Thiên Thiên hút ra rồi. Chủ nhân, nếu như ta không cẩn thận làm người bị thương. Không cần đâu, ta tự làm. Võ trưởng. Máu tụ được đẩy ra sạch sẽ rồi. Phẫu thuật thành công rồi, thật sự có thể như thế luôn sao? Y thuật của ngươi rất là lợi hại. Ngươi đã trị khỏi cho ta, ngươi muốn phần thưởng thế nào? Ta muốn nộ triều thành. Ta đợi ngươi một ân tình, sau này bất luận là chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định là sẽ đồng ý với ngươi. Câu này rất là quen tai. Cô ấy muốn thay quần áo.